Chào mừng các bạn trở lại với sân vận động Hoàng Mai để theo dõi trận đấu thứ hai trong khuôn khổ vòng đấu thứ hai của giải bóng đá vô địch thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2021. Trước mắt chúng ta sẽ là trận đấu giữa Akubo LC và Nguyễn Trãi. Đây là hình ra quân của đội bóng Nguyễn Trãi trong trận đấu này. Thủ môn số 1 Trần Công Hải, số 6 Phạm Hoàng Anh, số 11 Nguyễn Tiến Hoạt, số 14 Nguyễn Văn Quân, số 17 Phạm Hồng Tâm, số 18 đội trưởng Trần Quang Dũng và số 20 là Trần Ngọc Anh, huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Nguyễn Trãi là ông Lê Tuấn Tú. Trong khi đó đội hình ra quân của LC trong trận đấu này: số 6 Nguyễn Hoàng Hiệp, số 7 Nguyễn Thanh Quý, số 9 Đinh Văn Hưng, số 12 Huỳnh Anh Trung, số 17 Lê Văn Duyệt, số 22 đội trưởng thủ môn Đoàn Minh Tuấn và số 98 là Phan Anh Tuấn, huấn luyện trưởng của câu lạc bộ LC. Pha nhấc bóng của Hiệp Châu, Hưng Sốp đã bị phạm lỗi. Một pha vít cổ của Hoàng Anh Dinh đã vít vào cổ của Hưng Sốp để không cho anh này có thể chạy thoát. Đứng trước bóng đang là Tuấn Bệu, Quý Đen. Và chúng chó rút điểm luôn. Dứt điểm tiếp. Hai pha dứt điểm liên tiếp của các cầu thủ LC. Người dứt điểm cuối cùng đó là Quý Đen. Sau pha ngã đập đầu đó thì Tuấn Bệu đã hoàn toàn không biết gì và không nhớ gì. Chỉ nhớ những người nợ tiền mình thôi, không nhớ mình nợ tiền ai. Phần đó nó đã làm lu mờ Dũng Nem, tiền vệ xuất sắc của câu lạc bộ Eco Park. Trên sân số 1 thì hiện nay Eco Park đang gặp DTS. Tuấn Bệu và đội bóng không tốt Tuấn Bệu, nhưng sau đó thì các cầu thủ Nguyễn Trãi cũng đã phạm sai lầm. Pha nỗ lực là của Hoa CR. Tiến Hoạt vừa rồi đã có pha xoay sở rất hay. Khá khó hiểu khi không ai kèm Hoàng Dinh. Tuấn Bệu. Bóng vẫn trong chân cầu thủ LC. Pha dứt điểm có lẽ là của Văn Duyệt. Đúng. Không được. Pha bóng rất nguy hiểm. Và liên tục chủ tịch của câu lạc bộ LC phải nhắc nhở cầu thủ phải tập trung vào. Một pha bóng đến từ rất xa, xử lý rất kỹ thuật. Và chuyền bóng cũng rất tuyệt vời. Không kịp. Chỉ một thoáng chần chừ của Hoàng Dinh thì Quý Đen đã kịp thời lùi về để phá bóng. Pha bấm bóng có điểm rơi có thể nói là tuyệt vời. Sẽ là một quả sụp bóng qua đầu. Đúng là như vậy. Đánh đâu? Dứt điểm, không được. Pha dứt điểm bằng chân không thuận của Tiến Hoạt. Tâm Nam Định đã đánh đầu ra rất hay. Văn Duyệt. Hưng Sốp. 1-2. Hưng Sốp. Dứt điểm. Không vào. Hơi tiếc cho LC. Những pha phối hợp mạch lạc đầu tiên trong một trận đấu này. Suốt từ đầu trận đến giờ thì có vẻ như pháo ngô rồi mới là pháo bóng phối hợp mạch lạc đầu tiên. Không khó đối với Hải Móm, phản công. Hoa CR và Huỳnh Anh Trung đã qua được người, nhưng không qua được Tuấn Ốc. Hoàng Xin, Tiến Hoạt. Không được, Hưng Sốp đã lùi về rất nhanh. Tuấn Bêu dứt điểm, không vào. LC chỉ chờ có thế và chuyền bóng cho Tuấn Bêu để một đấu một cùng Dũng Đoàn. Tuấn Bệu đã loại được Dũng Đoàn, nhưng cự ly thì quá xa.
Đó là tình huống cuối cùng của hiệp 1 trận đấu giữa Nguyễn Trãi và LC. Hai đội sẽ rời sân với tỷ số là 0-0. Sau đây chúng ta sẽ tạm nghỉ ít phút trước khi bước vào vài trận đấu này. Các giải đấu thuộc hệ thống Viewbull thì chơi Spectro, hướng số, dứt điểm, không chính xác. Và dứt điểm trong một tư thế hoàn toàn không thuận lợi của Hưng Sốp. Không có quá nhiều đà. Cú sút của Hưng Sốp cũng ăn. Huỳnh Anh Trung dứt điểm, không vào. Và đại bác từ xa của Trung Chó. Chúng ta cùng xem lại pha bóng trước đó. Một pha đá phạt 4-2. Sao giống kiểu đá phạt của Gia Việt thế này. Dứt điểm. Không được. Pha dứt điểm của Văn Duyệt. Hiệp Châu đã bỏ háng rất hay. Không được. Đúng vào vị trí của Tuấn Ốc. Hưng Sốp. Hưng Sốp và Tâm Thái Bình. Cột bên kia là Tuấn Bẹo. Hưng Sốp dứt điểm. Hai pha dứt điểm liên tiếp của Hưng Sốp. Ba người thừa ít. Thủ môn Hải Móm đã đứng cùng hàng rào. Thành Lương đã từng sụp bóng qua đầu. Dứt điểm. Thủ nào đó can thiệp. Và đứng vào hàng rào của câu lạc bộ Nguyễn Trãi. Và tất cả các trận đấu đều được phát trên page web thể thao. Dứt điểm không được. Pha dứt điểm của Văn Duyệt. Thêm một tình huống đáng tiếc nữa của câu lạc bộ LC. Pha chuyền bóng khá hay của Nguyên Soái dành cho cả Khả Thơ lẫn Văn Duyệt. Góc sút khá rộng nhưng Văn Duyệt đã phá đánh đầu của Quý Đen. Đối mặt Nguyên Soái dứt điểm. Đó là Khả Thơ. Văn Duyệt. Đây mới là Nguyên Soái nhưng cũng không được. Lại phản công. Hưng Sốp. Văn Duyệt. Tuyến 2. Nguyễn Soái, Văn Duyệt, không được, vẫn không được. Nhưng vẫn chưa có bàn thắng cho cầu thủ LC. Văn Duyệt nhỏ hơn so với giải đấu HPL. Rất khéo léo, Quý Đen, dứt điểm, không vào. Hưng Sốp. Nguyễn Soái, căng ngang, không được. Pha căng vào cột 2 của Duyệt Mân. Ngoài phía cột 2. Rất tiếc không ngoài phía cột 2. Trên băng ghế dự bị của LC vẫn còn những Tú Silva hay Cường Trắng. Hoặc Tuấn Sệ dứt điểm. Pha xoay người dứt điểm của Phong Béo. Có thể nói đây là cơ hội rõ rệt nhất của Nguyễn Trãi. Cơ hội rõ rệt nhất của Nguyễn Trãi trong trận đấu này. Pha trả bóng quá nhẹ của Tú Silva. Phản công. Quân con. Cột 2. Không được. Không chuyển vào cột 2 mà chuyển cho Phong Béo. Phong Béo sau đó chuyển cho cột 2. Pha xử lý của Công Minh cũng chính là pha xử lý cuối cùng của trận đấu này. Như vậy vòng 2 của giải bóng đá vô địch thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2021 đã khép lại với trận đấu hòa giữa hai đội bóng LC và Nguyễn Trãi. Trên sân bên cạnh thì cũng có tỷ số là hòa giữa DTH và Eco Park. Như vậy là hai trận đấu ở loạt 1 thì đều có kết quả chênh lệch. Còn hai trận đấu ở loạt 2 thì đều là hòa. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau một tuần nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.